Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một loài cây cực kỳ đẹp và rất là sang trọng được giới phong thủy yêu thích, đó chính là cây lan lý trắng. Đây mọi người có để ý cây lan lý trắng trên tay em có gì đặc biệt không ạ? Đây là một giống lan lý kép, lá hoa của nó thì sẽ chia thành hai cánh về phần bên viền ngoài như một nhụy, rất là đẹp luôn, đặc biệt nhất trong cái showroom của em. Còn về giống lan ý đôi thì nó chỉ có một hoa chi về cánh duy nhất là như thế này thôi, quá là đặc biệt. Thì trước hết em sẽ giới thiệu cho mọi người sơ qua về cây lan ý này. Thì mọi người thường biết là lan ý trắng là biểu trưng cho sự thuần khiết và thanh cao và được ứng dụng rất là nhiều trang trí trong nội thất và ngoại thất. Thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu về loài cây này có gì đặc biệt nha. Cái nguồn gốc ý, cây lan lý này nó còn có một tên gọi khác, đó chính là cây bạch môn, cây thị hoa trắng hay còn vệ hòa bình. Cây lan lý nó có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ và một số nước Đông Nam Á. Thì nó là một loài cây thân thuộc họ gáy nha, là một loại cây thổ hái. Cái cây thứ ba là một loại cây thủy sinh. Hai loại này nó trồng được có hai kiểu là cả đất và thủy sinh được. Nếu phát triển đất tốt thì cây lan lý nó có chiều cao phổ biến là khoảng từ 30 cm cho đến 100 cm, mọc thành bụi, cuống lá mọc từ gốc, ốc dáng mảnh và vươn cao. Lá cây thì hình bầu này, nhọn ở đầu. Đây mọi người thấy lá cây già hình bầu nhọn đầu và có một màu xanh anh đậm mướt mát luôn và bóng mượt. Cái cuống của cây hoa lan lý rất là dài, đầu cuống là hoa màu trắng hoặc là xanh. Đây mọi người thấy ở đây là có hoa màu trắng, còn ở đây là màu xanh. Màu xanh thì loài này, cái là cây này rất là đặc biệt là có cả hoa đơn và hoa kép luôn, được bao bọc bởi các bắp của hoa là gọi là mo hoa. Cái màu trắng và màu xanh này thì gọi là mo hoa nha. Thì hoa đang ý nở khoảng trong 3 đến 4 tháng. Cái loài này chơi rất là lâu, mọi người hãy mua về và thử để trên bàn của mình. Thì nó chơi rất là lâu, từ khoảng từ 3 đến 4 tháng lận. Thì có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Thì cây này thì có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Cây có thể phát triển tốt khi trồng ở ngoài trời, trong bóng râm hoặc là trồng cả thủy sinh. Thì mọi người thường thắc mắc lan thì có mấy loại mà mọi người được phân vân để lựa chọn. Thì dựa vào kích thước của cây lan ý, thì cây lan ý thường được chia làm 3 loại chính, gồm lan ý lá nhỏ, lan ý lá vừa và lan ý lá to. Cả ba loại đều giống nhau về các đặc điểm thân, lá và hoa. Cây lan ý thì lá nhỏ dễ nhận biết, thân và lá thì nó đều lá nhỏ. Loài này thường được trồng trong chậu và thích hợp để trên bàn làm việc hoặc là bàn trái trong nhà. Còn kích thước lá lớn là và lan ý lá vừa thì loài này ấy khi nó sẽ phát triển thành bụi. Lan ý là vừa thích hợp trồng trong chậu để trang trí như một loài cây trồng trong nhà. Kích thước to hơn hẳn hai loại trên đó chính là cây lan ý lá to. Thân cây và hoa cũng cao lớn tương ứng. Đặc điểm của cây lan ý to là khi phát triển ấy thì nó sẽ mọc thành bụi rộng và thường được trồng trong chậu lớn để trang trí ấy, hành lang hoặc là các sảnh tòa nhà. Theo giờ phong thủy chơi cây thì người ta thường hỏi là cái cây này thì sẽ hợp với mệnh gì, tuổi gì. Thì nhưng theo quan niệm ấy, trồng cây lan ý trong nhà như một loài cây cảnh sẽ mang lại sự bình yên, ân nguồn năng lượng tích cực cho sức khỏe, giúp cho cha giúp cho gia chủ được tránh được những cái điều không may này. Ngoài ra với ưu thế dễ trồng và sức sống, cái sức sống mạnh mẽ. Thông thường thì cây lan lý còn biểu tượng cho ý chí phấn đấu phát triển không ngừng. Trồng cây lan lý này trong nhà sẽ giúp cho gia chủ vượt qua mọi thử thách và thăng tiến trong sự nghiệp. Còn bên theo thủy học, cây lan lý hợp với cái mệnh thường là sẽ mệnh hợp với mệnh thủy và mệnh kim, bởi vì cái màu sắc xanh của nó thì những chiếc lá xanh mướt như thế này và nó là hợp với cái người mệnh thủy. Còn mệnh kim bị một cái bông hoa trắng như thế này, mọi người thấy không, là hợp với một cái người mệnh kim.
tương ứng với các tuổi đó chính là Quý Tỵ này, Nhâm Tuất này, Quý Hợi và Giáp Thân, Đinh Mùi, Ất Dậu, ở Nhâm Thìn, vân vân. Thì bên cạnh đó cây lan tím này cũng hợp với những người mệnh mộc, là rất hợp với những người mệnh mộc bởi vì cái màu xanh lá đậm, đây là màu đại diện cho mệnh mộc. Thì mọi người thường sẽ hỏi là nên trồng trong cái chậu như nào để hợp mệnh mình hơn. Mọi người có thể đặt trong với những người mệnh mộc thì nên đặt trong cái chậu màu xanh như thế này, rất là đẹp. Chậu xanh thì hợp với những người mệnh mộc, đem lại cho may mắn cho những người thuộc mệnh mộc. Nhưng mệnh này lại thuộc thủy thị màu trắng nha. Mọi người thì không nên để chậu màu trắng để tài vận của người mệnh mộc trong chậu hoa này, tốt nhất nên để 3 hoặc là 8 chậu. Chậu này màu xanh thì hợp với những người mệnh mộc, chậu này rất là đẹp, hợp với cây này. Mọi người có thể chọn cái hoa cây này để trên bàn khách, hoặc là để trên kệ kệ sách chẳng hạn, rất là đẹp. Thì còn với những người thuộc mệnh kim ý, thì mọi người sẽ chọn những cái chậu có màu trắng để trên bàn chẳng hạn. Thì cái mệnh kim này sẽ đem lại may mắn, cái màu trắng hợp với những người mệnh kim này đem lại may mắn cho họ hơn này. Nhưng lại không nên để màu đỏ bởi vì cái người mệnh kim kỵ màu đỏ đấy không, một tao vận khiến cho bản thân thì người mệnh kim nên trồng như cái cây này, với những chiếc bông hoa màu trắng như này, thêm những cái chiếc chậu màu trắng để bàn nữa thì đem cực kỳ nhiều tài vận và may mắn cho người mệnh kim. Còn cho mệnh thủy thì mọi người sẽ hợp với những cái chậu màu đen, màu xám và màu da trời ấy, và rất là kỵ màu vàng. Mọi người trồng cây này, những người mệnh thủy thì nên trồng cây này vào những chậu có màu sắc đó. Còn với người mệnh hỏa ấy, thì màu sắc đem lại may mắn cho người mệnh hỏa là màu đỏ, màu hồng và màu tím. Thì mệnh này lại kỵ màu đen. Mọi người không nên trồng cái cây này vào, và những người mệnh hỏa thì không nên trồng vào cái chậu màu đen. Muốn đem lại may mắn cho mình thì nên trồng với những chậu có màu sắc như màu đỏ tím và màu hồng. Trồng thủy sinh thì bình thường mọi người trồng thủy sinh đều được, trồng thủy sinh thì không ảnh hưởng gì đến mọi người đều nó về cái cây này thì nó hầu hết hầu với nhiều mệnh không đem lại niềm tin mà mọi người trong cái này còn giúp đem lại tài vận vận khí là thành công. Còn về cách chăm sóc của cái giống cây này thì cây này thì dễ chăm sóc thôi, và cách trồng của cây này cũng như thế và cực kỳ đơn giản. Như các loại cây họ gáy thì cây lan ý rất là dễ trồng và chăm sóc, thuộc vào nhu cầu trang trí. Cây có thể trồng ở ngoài trời thành từng bụi hoặc là trồng ở trong chậu. Để cây trồng phải là cái loại đất giàu chất dinh dưỡng này, có khả năng thoát nước tốt. Gia chủ thì có thể hỗn hợp với cái nhiều đất thịt để sơ chứa than bùn hoặc là thêm các cái phân hữu cơ để trộn với cây và trồng cho cây. Không thì mọi người, nếu mà mọi người không thích trồng đất thì có thể trồng thủy sinh, phải thay nước cho cây một lần, và đặc biệt là phải để cho cái mực nước nó phải đủ vừa đủ chứa rễ để rễ có thể phát triển, để cây có thể phát triển tốt. Vì cây na ní chịu được độ ẩm cao nên là khi tưới nước chỉ cần một lượng vừa đủ, không nên tưới nước thường xuyên, nên tưới nước mỗi tuần một lần. Khi trời lạnh hơn nhiều thì có thể giảm lượng lần tưới nước xuống này. Ngoài cái ra ấy, thì mọi người cũng có thể pha thêm các chất dinh dưỡng để có thể để tưới thêm cho cây để cây có thể phát triển tốt. Thì trên đây là tất cả những cái lưu ý tại đặc điểm công dụng những phong thủy mà em đem đến cho mọi người về cái cây lan ý này. Thì mọi người có thể đến trực tiếp shop em để các bạn xem và mua cái cây này ở showroom KL 39 Trần Bình nha. Em có thể số điện thoại và
địa chỉ ở góc trái màn hình, mọi người có thể để thông qua đó để biết thêm về thông tin shop em được, thì may có thể qua trực tiếp shop em để có thể để em tư vấn được. Mà cái giá của bên này cũng không thì về phải chăng mà tùy thuộc vào cái giống và đất của nó, về cái giống này, cách trồng và size của cây này nó còn rất là khác nhau, nó chỉ dao động từ 100 cho đến 200 ngàn tùy thuộc vào cây thôi. Mọi người thích thì hãy liên hệ ngay shop em. Bye bye mọi người.